Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%. Theo kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu giai đoạn 2026-2030 giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc xuống dưới 20%, tại nhà hàng xuống dưới 65%, tại quán bar cà phê xuống dưới 70%, tại khách sạn xuống dưới 30%. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng. Để thực hiện các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm về phòng chống tác hại của thuốc lá, triển khai thực hiện các địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực hệ thống giám sát về phòng chống tác hại của thuốc lá.